thưa quý vị trong chương trình làm việc tại hậu giang sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy hậu giang về tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị trong thời gian vừa qua phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới giải quyết các kiến nghị của địa phương theo báo cáo của tỉnh ủy Hậu Giang, GRDP năm 2021 tăng 3,08%, đứng thứ hai trong các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế đã được phục hồi tích cực và đạt mức tăng trưởng 11%, cao nhất từ trước đến nay, cao nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 8 trong cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58,4 triệu đồng, tăng 19%, công nghiệp tăng trưởng đột phá 30,8%, nông nghiệp tăng trưởng 4,49%, mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 69% Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt chính phủ đánh giá cao biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hậu Giang với những thành tựu quan trọng mà tỉnh đã đạt được và đóng góp quan trọng vào kết quả chung của cả nước. Tới đây, tỉnh Hậu Giang tiếp tục triển khai hiệu quả phòng chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục hồi và phát triển kinh tế, làm tốt công tác quy hoạch để tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển toàn diện, tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tăng cường hợp tác công tư, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cùng với đó là tăng nguồn ngân sách gắn với việc nuôi dưỡng nguồn thu tăng cường quản lý sử dụng ngân sách tiết kiệm hiệu quả thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc đặc biệt là công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư các dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu tỉnh hậu giang cần giả soát tập trung thực hiện các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo nghị quyết số 19 về nông nghiệp nông dân nông thôn đẩy mạnh triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm tập trung phát triển kinh tế tập thể theo nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo đảm phúc lợi xã hội, chú trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tổ chức triển khai hiệu quả ba chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tăng cường đối thoại, đồng hành và giải quyết ngay những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, tập trung đấu tranh chấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội coi trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh